Ok, hello, chào các bạn. Ok, hello, chào các bạn, mình tìm được chồng. Ok, chào các bạn, mình là Sơn Thạch Nguyễn. Ok, hello, chào các bạn, mình là chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Công Nhận Lâu Cuộc Sống ở Châu Phi. Thì ngày hôm nay là ngày khánh thành tất cả trường học và nhà công vụ ở tại bản Mũ Cui các bạn. Hiện tại là tất cả là mọi thứ đã xong xuôi. Thì bây giờ là các vị khách mời cũng đã đến ở phía ngoài các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ đi vào trong để đi qua xem những những cái làm ẩm thực ấy các bạn. Thì ẩm thực thì chúng mình cũng anh Thạch là cũng là nấu một số món ở Việt Nam thôi. Đấy. Thì là hôm nay là có món gì Thạch nhỉ? Hôm nay là có món giò này. À giò. Đây là chả cuốn này. À. Sốt váng này. À ok. Là ba món để chính mình làm. Vâng. Còn ngoài ra mình cũng đem lên đây một số bánh mì nữa. Rồi. Rồi. Đấy thì ok các bạn, hôm nay là có những món là bánh mì chả sốt váng và giò lùa. Đấy, giò lùa thì anh em mình mua, còn là chả cuốn. Chả cuốn là anh em mình tự làm. Đấy. Thì trong ngày hôm qua là hai anh em mình làm cả ngày các bạn. Thì để bây giờ sẽ đi vào trong để xem những người phục vụ nấu ăn ở trong như thế nào rồi. À, okay. Để coi để mình chuẩn bị để đón đón tiếp khách các bạn. Bon dia. Bon dia. Tudo bem? Obrigada. Mình chào tất cả quý vị nhá. Bon dia mama. Bon dia sim. Bon dia. Đây nha các bạn, cá này. Trong này là cá này. Ê, chúng ta có quý vị nhá cái gì? À, cá này. À, cơm này, phui này, và thịt dê, cá và đùi gà. Ah, tá bom assim. Aí lá. Ô, diretor. Sim. Tudo bem, né? Tô bem, obrigado. A lá tá tudo, né? Não, tá tudo já. Já, sim, sim. Só esperamos a vossa. Tá, sim, sim. Ok. Aí thay bảo là cả các vị khách cả đấy nè các bạn. Thì bây giờ là sẽ đi qua, sẽ đi ra ngoài kia. Dạ vâng, một lần. Dạ. Là toàn bộ người dân ở bên này cũng đang nấu. Dạ, bó ta đi. Bó ta đi. Tudo bem. Bên này người dân cũng đang nấu đấy các bạn. Đây, phui này, bột ngô này, cá này, đuôi gà. Ở Franco Town gì? Franco Town. À, ta lá, anh nó có gì nhờ? Thấy các bạn, bên này là... Alo! Chào các bạn! Chào các bạn! Đây, bên này là toàn bộ bạn em học sinh nha các bạn. Đấy, toàn bộ bạn em học sinh ở đây. Chào các bạn! Đấy là có lá cờ của Việt Nam. Đấy, lá cờ của Việt Nam và lá cờ của Angola nha các bạn. Đấy, tất cả các em là mặc đồng phục vào rất là đẹp. Đấy, các cô giáo bên này. Đấy. Tudo bem, né? Obrigado. Professor. Muito obrigado. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Các cô giáo là trong những trong trang phục những ta áo dài dành cho những ngày lễ. Đấy các bạn, đấy các em học sinh cũng nắng là tập nhiều hôm đấy các bạn. Đấy hôm nay trong trang phục áo vàng và tất cả những lá cờ của Việt Nam và Angola đã được đã có mặt tại ở mảnh đất Mũi Cui U. Dạ, bon dia. Beton. Ya, obrigado, chef. Ya. Obrigado. Ya. Sim, sim. Eu conheço este. Ya. São irmãos? Sim, sim, são minha irmã. Aí, các thấy các bạn đấy là các toàn bộ các đoàn vị khách quý. Ya. Chef. Tá tudo bem, né? Ya. Tá bem. Nós vamos saudar aqui. Sim, sim, sim. Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Sim, sim. Bom dia, chef. Não, não. Saúde. Isso, obrigado. Chefe, tá tudo bem, né, chefe? Sim, sim. Đây là cán bộ của huyện và tỉnh nha các bạn. Chefe, tá tudo, né? Dạ. Mau vậy. Sim, sim. Ok, chef. Muito obrigado. Chefe, tá tudo bem, né? Muito obrigado. Dạ. Obrigado. Sim, muito obrigado. Obrigado. Tá tudo bem, né? Muito obrigado. Sim, sim. Sou batão. Obrigado. Obrigado. Dạ. Tá tudo bem? Ô, seu bá! Tá tudo bem, né?
Mas velho, muito obrigado. Sopa! Muito obrigado, muito obrigado. Sim, sim. Sim, sim. Oh, hey, anh ăn ở đây còn đấy. Chờ hôm nay là quần nào có lấy đây đủ đấy. Sếp. Cứ vậy này mà về. Sì sì. Dạ. Đây các đoàn đại biểu của huyện và tỉnh đang bắt tay. Đấy, những bài ca quen thuộc cho bạn. Bem-vindo! E aqueles alunos aí no... Thì ok các bạn, thì bây giờ là sẽ là... Sẽ là lại sẽ đi các đoàn của huyền cũng như toàn thể các người dân là sẽ đi vào phòng học để các băng cảnh thanh ở chỗ phòng học nha bạn. Ở đây các bạn, bây giờ là sẽ tiến hành cái lễ là... Bây giờ sẽ đi vào ở đấy trước là sẽ tiến hành cái lễ là cắt băng cảnh thanh để các... vào cái phòng học mới đấy các bạn, thì cũng đã học được rất là lâu rồi, nhưng bây giờ thì mới hôm nay thì mới tổ chức. Dạ, diretor, esse água da comum. Agora estamos a inaugurar as nossas salas que recentemente foram construídas. Sim. Assim o senhor administrador e representado do administrador municipal veio fazer esse papel. Sim, sim. Já. Já. Sempre agora tem que contar. Obrigado. Ah, já, tchau. Daí. Já, obrigado. Vamos entrar. Já, agora. Aí você não chama, tudo aí, galera. De fato, fez um bom trabalho. Sim, sim. Não, de fato, pelo menos. Esse hoje já está pronto, já há muito tempo. A receber os alunos, sim, né? Sim, já, tudo já ficaram, é tudo já. Uh-huh. Sim. Tá bem, tá certo então. Obrigado, obrigado por esse trabalho que você fez. Sim, sim. Obrigado mesmo, pelo menos ganhamos mais uma sala. Muito obrigado. E grande amigo, os pais encarregados, essa escola é nossa, está? Essa escola é nossa, não é dele, não é do diretor, não é da coordenação, não é, é dos nossos alunos que vão estudar, que são o quê? São os nossos filhos, não é isso? Então há necessidade de cuidar bem essa escola para ver se, conforme está arquitetado, segundo eles, o número de escola, o número de carteira, ele fez a modo de lá de Vietnã. É que é mesmo assim, não enche muito, o número é suficiente. Mesmo tipo de carteira, segundo ele, é assim que eles fazem lá no país dele. Sim, sim. Toninho, obrigado. Yeah. Hein? Valeu. Yeah. Muito obrigado. Cho tất cả những người quan chức cũng như các người dân ở đấy là xem vào sạp phòng học thì phòng ơi, người thì đông đấy các bạn, cho nên là lễ cái cách băng khánh thành ở ngoài ở trong này sẽ diễn ra là hơi nhanh, còn bây giờ sang bên kia sau khi đó thì xong cái này sẽ ra ở ngoài sân khấu đấy các bạn. Por favor, vamos trabalhar. Tá bom. Tá bom. Aqui é uma roseira. Yeah, sim, tá, sim. Tá bom. Aqui é... Tá certo. Yeah, obrigado. Muito obrigado. Oba! Esta sala vai albergar quantos alunos? São 40. 40 alunos? Sim, sim. Não, agradecemos pelo trabalho, pelo menos uma escola bem feita, com proteção adequada, além de ser já a janela ser já de ferro, de novo ainda meteu aí o gradeamento. Então, uma segurança aceitável. Aceitamos que os amigos do alheio, aqueles do mal, que estragaram já a primeira escola, começaram a partir os vidros, aqui já não será possível. Agora, é o modelo. Obrigadão. Sim. Epa, de novo, muito obrigado mesmo. Obrigado, muito obrigado. Okay. Epa, amigo, obrigado. Yeah? Obrigado pelo trabalho que vocês fizeram aqui no Mucuyá. Yeah? Em nome desta comuna, nós agradecemos. Yeah? Yeah, nós agradecemos, muito mesmo. Yeah? Vocês estão conosco. Certo. Tony, vocês estão conosco. Yeah? Obrigado nesta oferta. É uma oferta grande, graças, duas salas. Sim, sim. Agora a nossa visita chegou.
Então, todos vamos estar de pé para cantarmos o hino nacional. Por favor. Se alguém vai botar uma lei, tchau, cão. Oh, pátria, nós saudamos os teus filhos, trombados pela nossa independência. Oramos o passado, a nossa história, construímos no trabalho o reino. Oramos o passado, a nossa história, construímos no trabalho o menor. Angola vai de revolução, pelo poder popular. Pátria unida e legal, um socorro, uma só nação. Angola vai, para a glória dos povos africanos, marchemos com patentes angolanos, solidários nos povos oprimidos, orgulhosos lutaremos pela paz, com as forças progressistas do mundo. Angola vai, de revolução, pelo poder popular, arte unida e liberdade, um só povo, uma só nação. Obrigado. É assim, comunidade. A nossa visita chegou. Então vamos fazer a apresentação da nossa visita. Está conosco thầy bắt đầu là thầy thầy giáo đang dẫn chương trình các bạn. Em representação do administrador municipal do Lubango. O administrador Paulo Kaloyombo Bungululu. Está conosco Moisés Jamba Goya, coordenador comunal escolar do OQ, em representação do diretor municipal do Lubango. Está conosco Daniel Chivela, em representação do comandante comunal da Polícia do Oco. Está conosco Fernando Maúvi, catoca, administrador do setor do Mucuio. Está conosco o senhor Vokong Jiap Tony, que ofereceu estas salas que acabamos de inaugurar. Ele está dando uma palestra. Chefe do gabinete do administrador comunal do Oco. Está conosco Saprinho Chihope Hanjambili, Sopa Comunal do Oco. Está conosco João Manuel Tilanda Chimhaka, diretor escolar do Mucui. Ressalvando, boa tarde, sejam todos bem-vindos a esta atividade de inauguração das nossas salas de aulas. Assim, prosseguindo, vamos passar a mensagem de boas-vindas, que começo por ler. Sua Excelência Paulo Kaloyombo Bungululu, administrador comunal do OCO e a delegação que o acompanha. É com grande satisfação que nos encontramos aqui hoje
para procedermos à inauguração das salas e da residência dos professores, construída pela Associação para o Apoio aos Mais Necessitados, liderada pelo Sr. Tony, de nacionalidade vietnamita. O aumento destas salas, destas estruturas, é para nós uma mais-valia, tendo em conta as suas excelentes condições essenciais, as aprendizagens dos nossos alunos. O nosso agradecimento se estende infinitamente ao Sr. Tony, que por meio da sua associação ofereceu estas salas, sonda e residência para professores. Pedimos a ele que situação do género não termine por aqui. Estas estruturas irão diminuir de que maneira o número de alunos antes estudavam o armário. Por outro lado, queremos dizer a que no presente ano letivo matriculamos um total de 1.143 alunos, dos quais 612 masculinos e 533 femininos. A escola funciona com 19 professores efetivos e 12 administrativos. Ainda também temos 7 professores voluntários. Assim sendo, aproveitamos a oportunidade que nos é dada para pedir a Vossa Excelência, Senhor Administrador Comunal, mais 24 professores, visto que 300 alunos estão fora do sistema de ensino nesta instituição. Apesar destes esforços, precisamos também de uma escola primária de raiz com pelo menos 12 salas, uma escola do primeiro ciclo, um posto de saúde e uma anexa do segundo ciclo. Lamentamos a falta de cédulas pessoais, tendo em conta que temos tido dificuldades na obtenção de certificado, por não possuir este precioso documento que os mesmos utentes. A terminar, queremos dizer que congratulamos com a vossa presença, Senhor Administrador. Nesta escola, pedimos que faça mais vezes. Boa estadia e bom regresso. Mucuyo, aos 10 de junho de 2022. Tenho dito. Olá, povo! Esse hoje aqui tem uma festa para cerimônia de inauguração. Abertura do ano novo, letivo 2022 até 2023. Essa casa para do sala, esse som do povo do vietnamita, me ajuda aqui do Mucuyo. Aí também uma casa do professor. Hoje uma festa para entregar a chave. Bate palma, bate para palma. Para tudo aqui. Palma. Aquele lado também. Theo các bạn, theo bây giờ là mình sẽ trao chìa khóa cho bà chủ tịch Huyền và sẽ trao lại cho thầy hiệu trưởng. Đấy, thì theo phong tục của họ là như thế. Obrigado, hein? Sim, sim. Obrigado. Antes de irmos ao encontro dos nossos produtos nas lavras, colhermos e levar para casa, primeiro tínhamos que dizer que nos surgiu um fenômeno natural que veio do Oriente e veio parar até aqui, mas que esse fenômeno tornou-se o formato físico de ser humano. Que este fez de tudo um pouco para este povo, para esta comunidade. É só para poder enfatizar o que eles fazem no Bailundo. Eu fui visitar Bailundo, ele que me levou. O que está a fazer lá é maravilha. Construíram ricas casas que nós aqui falamos de sala de aula. Lá chama-se, na terra dele,
casa de cultura. Não é escola, é casa de cultura. É assim que eles chamam, abriram a fazenda, abriram tudo para benefício daquelas comunidades. É, ele chegou aqui em janeiro, até hoje faz 5 meses aqui. É, o que eu queria para este povo do Mucuyo era de agradecer, mas com uma mão dada, mas o que aconteceu comigo agora é uma lástima. O povo não aderiu como devia ser. É, eu lagrimo isso porque não está a dar certo, afinal. As pessoas foram, não sei como classificar, dessa estar assim. É, agora é o momento que ele vai fazer as ofertas. E eu gostaria que os professores estivessem aqui à frente para desfilar aqui, para poderem receber o que é vosso. É de tudo um pouco que eu queria enfatizar. Diziam que a história é uma interação científica dos tempos vindoura que chegou até nós. As reclamações que tivemos em outrora são esses que chegaram hoje. São esses que chegaram hoje. O Deus deu a mão a um menino e o menino, por sua vez, veio fazer um bom para nós. Muito obrigado. À, thưa các bạn, thì hôm nay là mình sẽ thay mặt tất cả mạnh thường quân là gửi tới món quà rất là ý nghĩa tới phần quà tới các thầy cô giáo hiện đang làm việc tại giúp đỡ các em tại bản làng Mucuyo. Ya professor, eci hoje do coisa do vietnamita vai para você vai para ti já abra bem já sim sim aqui đây là từng người sẽ nhận quà sẽ đứng bên chiếc xe đạp của mình nha các bạn. Ya professor, eci abra bem já. Muito obrigado. Sim sim. Ok. Ya professor. Esse é do coisa do vietnamita vai para você, já? Muito obrigada. Sim, sim, é aqui. Já. Ô, professora. Obrigada. Já, vamos aqui, já? Obrigada. Já, tá bom. Já. Muito obrigado, muito obrigado, sim. Já. Aqui, já? Tá aqui, é só um coisa do... Já. Aqui já, sim, sim. Đấy, mỗi người là mỗi thầy giáo, cô giáo là một chiếc xe đạp là sẽ đứng về bên phần quà của mình các bạn. Đấy, director, você sabe aqui já? Ok, obrigado. Đấy là phần quà chiếc xe máy là của thầy hiệu trưởng của mình, thường quân người Việt Nam đã gửi tới thầy hiệu trưởng đấy các bạn, mình cũng đã mua. Thì ok các bạn, thì mình hiện tại đã trao tất cả những cái phần quà dành cho các thầy cô giáo. Já sei, esse hoje já oferece tudo esse para do povo do Vietnam ita. Me oferece para tudo, som professor, para andar vai trabalhar bem. Muito obrigado. Sim, sim. Obrigado. Sim, sim. Obrigado nesta oferta. Sim, sim. Obrigado. Sim. Professores, estão de parabéns. Sim. Salva de palma para isso, para vocês. Não. Já. Muito obrigado. Sim. Amigo, obrigado, já? Valeu, obrigadão, obrigadão. Tá certo. Já. Já. Então, em nome desta comunidade, em nome da educação, está aí o coordenador escolar, está aqui o meu colega, o diretor da escola do Mucuyo. Sim. Essa escola 117 é um fenômeno neste ano 2027 a receber uma oferta inesquecível na vida. Yeah. Duas salas, uma residência, uma sonda que a população está aí a oferecer. Agora os professores, uma bicicleta. É bem possível que alguém vai dizer que não. A bicicleta é um meio que você cada vez mais se renova. Você faz a educação física, você não perde nada e estão de parabéns, tá? Obrigado, colegas. Estão mesmo de parabéns. Obrigadão. Valeu. Obrigado. Tá certo. Obrigadão. Muito obrigado. Diretora Bias. Tá certo. Muito obrigado. Epa, você mesmo. Você é meu, já? Muito obrigado, chefe. Tá certo. Obrigadão. Epa, isso aqui tem tampa, né? Já, tem tampa para meter. Já. Tem chave aí. Já. Você leva aí o seu farnel, né? Sim, sim. Para ir. Aí, các vị khách đang mặt tay chúc mừng thầy cô giáo đã nhận được phần quà xứng đáng đến từ mạnh thường quân người Việt Nam. Thì một lần nữa là mình xin thay mặt toàn bộ thầy cô giáo là thể gửi lời cảm ơn. Cada um cuida da sua bicicleta, cada um cuida do seu meio já, né? Tới các thầy cô giáo để cho hành trình các em đi học là... É mesmo reaperto certo, conforme vê, saiu, só montaram da caixa para... E vamos cantar aquela canção. Avante Vietname, avante Vietname, avante Vietname, tá aí, tá aí. Vamos cantar.
Avante Vietnam. Avante Vietnam. Daí tá. Ei, Tony, vem aqui. Avante Vietnam. Para desfazer, né? Tá bom. Chega já. Aqueles seus amigos. Oh, yeah. Tá bem, obrigado. Sua Excelência, Senhor Fernando Mahuvi, chefe da povoação do Mukulo. Senhor Moisés Jamba, Coia, coordenador escolar comunal do OC. Sua Excelência, Senhor Daniel Chipalanga, em representação do comandante comunal da Polícia do Roque. Sua Excelência Soba Saprinho Randambili, chefe ou Soba Grande da Comuna do Roque. Excelência Senhora Ana Karina Pinto, secretária-geral da Administração Comunal do Roque. Estimados autoridades tradicionais, estimados autoridades religiosas, estimados autoridades políticas com assento no Parlamento, estimados professores daqui do Mukuyu, estimados alunos, pais encarregados de educação, para nós hoje é o dia de festa, porque o Mukuyu recebe uma oferta inesquecível na vida. Hoje o Mukuyu poderá relembrar todas as vezes o dia 10 de junho. Este dia 10 de junho de 2022, e eu, na qualidade de administrador comunal do Roque, dou graças a Deus, porque esta oferta é de louvar o nosso Deus. É de louvar Deus, porque Ele é que iluminou os nossos vietnamitas, o Tony e o outro amigo, para observar a carência que houve aqui na povoação do Mukuyu. E hoje também estamos a observar as duas salas de aula com as suas carteiras específicas. Esse tipo de carteira, segundo a conversa que tivemos com o Tony, são as carteiras que se utilizam no país dele. O tipo de carteira é esse. E não bastasse, estamos a ver uma residência, uma casa pela primeira vez para os professores do Mukuyu. Aquele que chegar e é tarde não consegue ir, temos uma residência com cama, com todas as condições preparadas para um professor dormir. Não bastasse, os professores hoje receberam transporte. Amigo, em nome do governo, em nome da administração municipal do Lubango, do meu chefe que me manda aqui hoje, estamos a agradecer o empenho, essa oferta que estamos a receber. Mais uma vez, quero te apertar a mão para dizer que muito obrigado mesmo pelo trabalho que você fez. Obrigado mesmo. Ongo nongombe petu puke mbulisha. Wahati omona. Ame omona kakaye koshiko la kombanda ye choku tipetu pulisho nongombe hachoko. Onongombe mbove. Hambo monako. Mekonda tuchimo kutiongove wategelopo. Omono uhono upwila konongombe. Ovi mumba vio kutia yochocha himi yetu, mona kutupu wale. Ngelio kuhika komutwe, ukahole kwa, ochava waka hateka nonongombe. Mais uma vez, obrigado, Tony. Obrigado, nosso vietnamita, Tony. Obrigado, nosso amigo aqui. Os outros amigos desceram lá embaixo. Mas queremos dizer mesmo, em nome do município do Lubango, em nome da população daqui da comuna do Roque, a quem eu dirijo, e em nome desta povoação do Mukuyu, o nosso muito obrigado pelo trabalho.
o nosso agradecimento para chegar lá na Vietnã, lá no, nos homens que estão nos apoiar. Para dizer que nós agradecemos, mas agradecemos mesmo. Muito obrigado. Sim, sim, sim. Tá bem. Obrigado. Aí là một lần nữa là cảm ơn cái lời phát biểu rất là chân thành đến từ bà chủ tịch huyện các bạn. Dạ thì sau đây là sẽ là một phần là sẽ là phần ca hát của các em học sinh đấy, và sau tiếp đến đây là một phần ẩm thực để dành cho tất cả người các cán bộ cũng các như toàn thể nhân dân cũng như các em học sinh nha các bạn. Ngoài tất cả những người dân là cùng nấu đã xong rồi, là chuẩn bị đưa ra để ở ngoài kia ăn, mọi người vào trong này một tí để đi ra ngoài kia một tí các bạn. Thì phần thức ăn thì cũng có một ở mình cũng còn ở đấy cũng đang còn nhiều thì mình đưa ra ngoài kia. Đấy là không phải phân thưa các bạn, đấy là mình cũng đã nấu dư ra để cho đủ tất cả những người dân sẽ không đủ được hết. Đấy, sẽ nấu tiếp các vị khách ở đến tỉnh và huyện các bạn. Đây thì xong cô mới là đầu tiên mới tới nào, chúng ta phải gì? Ví dụ là nhá, đồ mà cũng bao cũng kê nhá, bao bên tin gì nhá? Dạ, hết. Thế thì xong cô bây giờ tao mình được việc năm mươi tờ. Có bên tin thì mình đưa được nhá. Đấy, ở đây là con thư nó nhớ còn. Đấy, cái số lượng anh em mình cũng ra nhiều để mà đủ cho tất cả người dân cũng thể đủ được. Đấy, do thì ở đây con nó có nhiều. Đấy, do. Tí nữa sẽ đưa ra ngoài nha các bạn. Tí nữa bây giờ là phải tiếp các vị khách đến tỉnh và đến huyện xuống thì sẽ ăn ở trong này. Đấy, có lịch sử đấy các bạn. Còn tí nữa anh em mình sẽ đưa ra ngoài sản phẩm thì là đến một miếng rất nhiều. Đấy, đấy các bạn.
Ăn của Việt Nam với bánh mì một ván, vừa ăn nó đậm chất Việt Nam. Cái thêm mì tôi ra của Việt Nam ấy ta. Hôm nay không báo, anh chỉ báo mấy lắm. Esse é um carne de porco. Bate, pequeno, com curva, né? Depois põe aqui no bidão. Sim, põe no bidão com ferro. Depois cozinha com água quente. Depois mistura aqui na cor. Depois fica redondo. Esse é um carne de porco. Porco com folha de folha, depois mais cebola, senhora, com carne, junto. Depois mistura, depois amara, uma tipo de papel, comida. Ok các bạn, thì bây giờ là ở phía ngoài người dân đấy, cũng rất là nhiều đồ ngọt các bạn. Đấy, rượu bia đây là rượu, đây là nước ngọt, đây là tất cả thức ăn, cơm này, bột ngô này, đấy bột ngô này, cá này, không biết ăn không đâu. Ăn cái gì? Cá đấy các bạn, cá rất là nhiều, đây là thịt gà, không phải là thịt gà, đấy. Đùi gà đông lạnh các bạn. Đây là thịt bò hột vang, hôm nay ở trong kia một nửa thôi. Đây thịt bò hột vang ở trong kia một nửa thôi, bây giờ về ngoài em một nửa cho người dân. Không đủ được bạn về với số lượng quá đông đấy các bạn. Cho nên đây là bánh mì này, bánh mì, xì bao, đây bánh mì, lên được ngon rất là phải, tất cả thôi, ngon. Đủ bàn ghế người dân phải đứng nữa các bạn. Ngoài thì cũng có ở Việt Nam các bạn. Riêng do và rám đấy thì mình cũng đặt Việt Nam thôi. Đây là tải bạt để ngồi như đây các bạn. Đây bây giờ để cho mọi người chia. Thế cái gì xe đưa lại xin là nước ngọt. Đấy, do đấy các bạn. Do này, đây là rượu này. Được ngọt này. Dạ, tất cả bà con về nhá. Não,
Vamos a surpresa aqui embaixo, vamos entrar.